Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Sở Công Thương đã đi kiểm tra thực tế việc vận hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Bát Sát. Đoàn đã đến kiểm tra tại nhà máy thủy điện Ngòi Phát, nhà máy thủy điện Ngòi Phát mở rộng, nhà máy thủy điện Mường Hôm, nhà máy thủy điện Tà Lơi Ba. Đoàn công tác yêu cầu chủ đầu tư nhà máy thủy điện vận hành phát điện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện luôn đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ để xử lý khi có tình huống xảy ra, tăng cường kiểm tra chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố để đảm bảo an toàn. Lào Cai hiện có 72 dự án thủy điện đã đi vào vận hành với tổng công suất 1.138,85 MW. Các dự án thủy điện vận hành góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, tạo thêm nguồn thu ngân sách cho địa phương.